Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Ngày hôm nay tiếp tục chuyên mục review và đánh giá các sản phẩm về gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp. Mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về bộ đôi sản phẩm, bao gồm có một chậu rửa mặt lavabo treo tường liền khối chân lửng chính hãng đến từ thương hiệu Kony ở Thái Lan với mã hiệu là 6800. Bên cạnh đó là mẫu vòi lavabo nóng lạnh chính hãng đến từ thương hiệu Toto có mã hiệu là TLS-02301V. Bộ đôi sản phẩm này có đặc điểm gì nổi bật thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Trước tiên mình sẽ đánh giá về mẫu chậu lavabo trước. Đây là mẫu chậu chính hãng đến từ thương hiệu Kony của Thái Lan với mã hiệu là 6800. Mẫu chậu này là mẫu chậu treo liền khối hay còn gọi là mẫu chậu liền khối chân lửng hay là liền chân lửng đấy. Và đặc trưng của các sản phẩm này là với thiết kế liền khối như vậy thì phần chậu phía bên trên và phần chân lửng phía dưới sẽ thiết kế dạng một khối như thế này, sẽ tạo chúng ta tổng thể về thiết kế trông cảm giác nó hiện đại và sang trọng hơn. Về tính năng thì về quá trình dài sử dụng thì với cái bộ chậu treo liền khối thế này chúng ta cũng sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Bên cạnh đó, mẫu chậu này có thiết kế vành chậu mỏng với tổng thể chậu thiết kế hình khối tròn trụ như thế này sẽ tạo cho chúng ta cảm giác rất là thanh thoát, mẫu chậu rất là thanh thoát và nhìn rất là sang trọng. Mẫu chậu cũng có thiết kế ở đây các bạn xem nhé, đây là cái lỗ thoát tràn này, cũng bao gồm lỗ thoát tràn tương tự như các mẫu chậu treo khác thôi. Một điểm mạnh nữa giữa mẫu chậu treo liền khối chân lửng này so với các mẫu chậu treo truyền thống khác đó là cơ chế lắp đặt. Đây các bạn xem, bình thường các mẫu chậu treo truyền thống ấy chúng ta vẫn sử dụng cơ chế bắt vít vào tường và treo lên tường, treo ngàm lên tường ấy. Tuy nhiên cơ chế đó nó đã lỗi thời và trong quá trình dài sử dụng thì các mẫu chậu treo truyền thống như vậy nó rất dễ bị sệ và bị hỏng hóc. Thì mẫu chậu này đã cải tiến vấn đề đó bằng cách sử dụng các bộ ốc vít đi kèm với chậu, nó như thế này các bạn xem. Đây là bộ vít khoan đi kèm chậu, nó rất là dài. Đây là bộ vít lở các bạn nhá. Với cơ chế bắt vít như vậy thì chậu sẽ được bắt chặt hơn vào tường và sẽ hạn chế được tối đa trong quá trình sử dụng cái hiện tượng mà chậu bị sệ hay là bị lăm ra khỏi tường. Đây là điểm mà mình đánh giá rất cao ở mẫu chậu này. Mẫu chậu này có kích thước như sau: chiều cao tổng thể của chậu là 400mm, chiều rộng và chiều dài là 385mm. Đây là mẫu chậu treo có kích thước trung bình và mình đánh giá mẫu chậu này có thể sử dụng được với nhiều loại phòng vệ sinh có kích thước diện tích khác nhau với diện tích khoảng từ 2-3m² trở lên, mình đánh giá là hợp lý. Tiếp đến cái mẫu vòi mình lựa chọn để phối mẫu chậu này đó là mẫu vòi chậu Toto có mã hiệu là TLS-02301V. Lý do mình lựa chọn mẫu vòi này là bởi vì cái thiết kế của mẫu vòi này cũng thiên về các hình khối đó là trụ tròn, rất là tương đồng với mẫu chậu Kony 6800. Qua đó khi hai sản phẩm này kết hợp với nhau sẽ tạo ra sự khá là đồng bộ. Bên cạnh đó, cái mẫu vòi này cũng có thiết kế theo hơi hướng tân cổ điển, sang trọng và hiện đại. Thế nên là cũng là một điểm nhấn cho mẫu chậu này. Vòi mình sẽ điểm qua một số các thông số kỹ thuật. Vòi chiều cao tổng thể là 157mm. Đây là một mẫu vòi thấp với vật liệu chủ yếu làm toàn bộ là bằng đồng, mạ niken chrome cao cấp, sang trọng. Mẫu vòi này có hỗ trợ để lắp với bộ siphon cần giật các bạn nhé. Đây phía đằng sau này có một cái lỗ khe cắm để chúng ta lắp cái thanh cần giật vào. Thế các bạn cần lưu ý. Trên đây là bản đánh giá của mình về bộ đôi sản phẩm bao gồm có chậu Kony treo tường liền khối có mã hiệu là 6800 và vòi Toto có mã hiệu là TLS-02301V. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe đăng ký kênh. Đừng quên nhấn nút chuông bên cạnh để luôn cập nhật các video mới nhất. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.